bà cô chú anh chị em ạ. Nhà hiện tại bây giờ hai vợ chồng em Nga đang máy gạo để đem đi bà ngoại để em Nga đi chợ về á, thế là anh Quý ở nhà anh máy được nguyên một phong lên rồi này, giờ để máy thêm một ít nữa. Lúa thì ở trong thùng á, xả ra rất là tiền nhanh ạ. Từ sáng đến giờ em Nga nó đi chợ đi chợ mua một ít thức ăn này để ở nhà cho bố con ở nhà này, xong rồi mua một ít thức ăn đem ra bà ngoài. Ở chỗ em là có cái thịt bò, bò ý là bò thả rừng này, rồi bò thả rú rất là ngon. Thế là mỗi lần em đi ra bà ngoại là lần nào em cũng mua. Chị Ngân dặn, chị Nguyên dặn, mỗi người dặn một vài cân. Ăn bò, bò thả rú, thả rừng thì nó ngon ấy. Mà bò ở đây rất là thật, chứ không hề bảo là bơm thêm nước hay là có cái gì đâu. Đó là bò cái chỗ mình tin tưởng mình mua, chứ thật ra là có một lần ở bên đám cúng cũ á, em có đi mua ở bên thị trấn về xào nó vẫn bị ra nước. Nhưng mà chỗ đấy là ở chợ, nhiều người mình không biết được á. Chỗ này là em mua ở cái chỗ tin tưởng á, rất là ngon, lần nào có công việc hay là mua ra ngoài cũng mua ở đấy hết. Bây giờ hai vợ chồng đang sắp đồ chuẩn bị tối nay mẹ con bé Thảo đi bà ngoại. Anh thì máy gạo, em mình mới đi chợ về mua thức ăn thức uống rồi mua thêm rau dưa gì về cho bố con để trong tủ cho sẵn. Ở nhà bố con chỉ việc nấu ăn thôi. Em mua nghệ cho bà ngoại này. Bà ngoại cũng ít ăn lắm, không ăn nghệ lắm đâu. Hôm qua mua được 5 nạng nghệ răm ưng, nghệ vàng ấy này. Đây là bột nghệ chứ không phải bột tinh nghệ ạ. Bột tinh nghệ thì nó sẽ khác. Đây này là bột nghệ. Giờ em để một ít ở nhà thỉnh thoảng ăn, tại vì ở đây nhà em hay ăn nghệ lắm. Ví dụ như kho cá cũng bỏ nghệ, nhưng ở Bắc thì không. Thế nên là chỉ mang cho bà một nửa thôi, còn một nửa là để mình ăn. Có cái chai đựng sẵn mấy năm nay rồi, giờ đổ vào đây luôn, đỡ phải bỏ ra cái khác. Cho sáp vào nó hăng. Năm ngoái mua một chai như thế này này có khoảng 5 nặng nghệ đó, mà ăn về tới giờ úi giờ 5 rưỡi rồi giờ mới hết thùng rồi. Em đau dạ dày là cái bột nghệ này với lại mật ong này em ăn là nó khỏi này, thì có bột tinh nghệ thì còn tốt hơn nữa. Nghệ của bà con tự làm thế là yên tâm về chất lượng, không sợ pha chế gì. Lấy ra thì nhanh chứ bỏ vào thì rất là khó, tại vì cái miếng chai nó bé quá mà. Khó. Em làm mãi mà chưa được đấy. Lần này đi bà ngoại thì lại không cầm được bánh đa sẵn đi này, tại vì không có. Thời tiết mưa không một tuần, hơn một tuần rồi, hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Thế là không làm được bánh, thế là đi không cầm được đi đấy. Có một chị người ở cùng quê em, người Nam Đàn, lấy chồng về Hải Phòng. Chị ấy bảo năm nào về thì cầm nhớ cầm bánh đa ra cho chị ăn với. Thế là thời tiết này nó không có rồi. Cuder thì có, lúc sáng em có đi mua được 2 bịch cuder để cầm đi ra làm quà. Ai thích ăn thì ăn thôi, chứ thật ra ngoài đấy cũng ít người ham lắm. Nhưng mà vẫn cứ mua ra, ai ăn thì ăn. Tiếc cái là không đưa được bánh đa cho chị đấy, chị dặn thôi. Em để có nửa chai ăn thôi, còn chỗ này cầm ra bà ngoại. Ai ăn thì mỗi người lấy một ít ăn.
Sáng nay bé Thảo sang bên cô đi học và đang bảo cô em Thảo học nốt ngày hôm nay cho em Thảo cáo khoảng 5 ngày qua để em Thảo đi khám bệnh. Cô bảo ừ thế thì đi nhanh mà về. À dạ. Hai vợ chồng mới cùi nhau mấy ngày thì vậy để ra làm việc khác thì tiếng máy cô hơi ít. Có mùa nó nhiều quá, nó sẽ sáng mặt hơn. Bây giờ cuối mùa là mặt nó ăn phải ăn nhiều ngoài hoa, nên là mặt nó không bị sáng. Đánh ra sắm thì còn ngay rồi không có. Xong rồi rồi em Nga bắt đầu sắp hàng này. Cu đơ để em mua cái loại cu đơ nhỏ này thôi là dễ ăn. Cao con hổ à, cao sao vàng. Loại cao này ở ngoài đấy các bà rất là ưa chuộng, nó là trong cái là màu màu đen. Thế nên là lần nào về các bà cũng dặn mua hết, lần trước em mua cho 10 nọ hắn còn. Thế lần này mua 5 nọ thôi. Dùng hết thì lần sau lại ra mua. Anh chồng em Nga này máy một bao gạo đầy luôn. Đợt này chỉ mang một bao thôi, tại vì mang nhiều quá nhà xe họ nói, thế là không mang nhiều. Sáng đến giờ loay hoay thế nào cũng chẳng nấu nướng được gì cả đấy này. Hôm nay có một mình thôi, một mình em ăn cơm. Thế là anh Quý thì đi sang bên bác nhà hàng xóm, bác thì có thợ làm nhà, thế là kêu sang uống rượu rồi. Còn hai đứa trẻ con tối hôm qua mẹ cho mỗi đứa 10.000 bảo để sáng mai đi ăn sáng. Thế mà có đi ăn sáng đâu, ý là có mua ăn sáng mà không kịp ăn, bỏ trong cặp, thế là giờ về mới ăn. Thế bảo giờ con không ăn nữa, chốc vừa dậy con đi học thì con sẽ ăn thêm mà không thì thôi. Thế thành ra hôm nay có một mình mẹ Nga ăn cơm bên này. Cha con thì mỗi người mỗi hướng cả rồi. Một mình thì ăn cơm nhút này, bên đây còn cá, cá của tối hôm qua nữa, thế là xong đủ giờ thôi. Cả nhà em Nga đi ngoài mà chuẩn bị cho bố con đi. Cả rau dưa là chuẩn bị hết luôn. Thế có đứa cháu nó muối rau Hà Nội, rau cải tàu á, muối nó bán, thế là ngon. Ai ăn thử ngon cả, thế là bảo mua về đây cho bố con ăn ở nhà. Thế mẹ nó phải muối, em hay muối cái dưa nhỏ á. Cái dưa này em cũng có ít muối, người ta bảo cái dưa này nó ăn nó giòn hơn. Thế là hôm nay mua nguyên một hũ dưa Hà Nội để muối về để trong tủ cho sẵn, người bố con có mà ăn. Hôm qua mua cho một cân cà chua rồi rau thịt bỏ hết trong tủ rồi. Anh ấy lười đi chợ lắm mà bọn trẻ con này cũng vậy, không đứa nào chịu đi chợ cả, thế là mẹ sẽ chuẩn bị sẵn ở đó. À, đợt trước là mẹ đầu với cho hẳn một yến thịt lợn bỏ trong tủ đó nè. Thế là không có cá gì đâu. Con không đi chợ, cứ ăn thịt suốt ngày, cứ bảo chán lắm rồi mẹ. Thì bảo đi chợ mua cá, thế nào không đi thì cứ gửi cho người ta mua cho để ăn cải bữa đi á. Không có mua đâu. Lần nay mẹ mua nhiều thứ bỏ trong tủ đó, mà thịt lợn ít hơn. Tại vì đợt này mẹ chỉ đi trong vòng mấy ngày thôi chứ không đi lâu. Thế là mẹ chuẩn bị ít hơn. Dạ, thôi em mời cả nhà ăn cơm em nhé. Có một mình một mâm luôn. Ngon. Nhìn nó xanh xanh vậy thôi chứ mà bỏ đầy đủ gia vị ăn quá. Trời
chưa nên ăn cơm nhà, chưa mai nữa ăn cơm bà ngoại rồi. Người ta cứ như chim. Mới ở miền Trung ngủ được một giấc ở trên xe cái là ra đến miền Bắc rồi. Em đi xe đêm nó nhàn hơn, không vất vả đi xe ngày. Đêm nó chạy thông một mạch luôn, không ăn không nghỉ gì cả. Ở đây khoảng 8 giờ lên xe là 4 giờ sáng là đã tụt cái bến xe ở ngoài đấy rồi. Nó bắt xe đến nhà khoảng 5 giờ. Nhà đang phải dặn đồ dần lên. Sợ trời rét ạ. Thế nên là phải mang áo ấm cho bé Thảo. Mật ong cũng cho vào túi quần nắng luôn. Tại vì em buộc rất là cẩn thận rồi, không nên không sợ nó bị bung bị phì gì nữa. Chuẩn bị sẵn sàng ở đây đi rồi. Đi là khi nào đi, không mời chiều đến thì bé Thảo về đã là rất là nằng nhằng. Nghĩa thì em sẽ đổ bỏ riêng. Được về mẹ nào thích, chưa không cần ngủ luôn. Đi ra đi vào sắp đồ đoàn đấy nè. Mừng. Không cần luôn. Bây giờ sắp đồ đến đây còn phải chuẩn bị cho bé Thảo giấy tờ nữa. Giấy tờ đi bệnh viện á. Cũng rất là nhiều thứ. Dạ thôi em Nga xin dừng video tại đây cả nhà nhé. Thì em đi chuẩn bị một chút giấy tờ cho bé Thảo đây. Tại vì giấy tờ của con mỗi lần đi là rất nhiều giấy tờ nè, xong em phải cất đi cẩn thận nên giờ phải đi tìm cái đã. Dạ thôi hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ.